kim thính hiệu quả cho người ù tai nghe kém điếc tai ve kêu trong tai suy giảm thính lực chào mừng các bạn đã quay lại với tin 360 của gia đình Việt hôm qua ngày 16 tháng 9 dân tình liên tục xôn xao vì một bài viết nói rằng võ lê thành vinh không phải là con trai ruột của nghệ sĩ hoài linh cụ thể thế nào có rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra nhưng đa phần đều cho rằng chuyện con nuôi con ruột vốn là chủ đề nhạy cảm thế nhưng Nghệ sĩ Hoài Linh đã từng lên tiếng chia sẻ khi có quá nhiều thắc mắc về cuộc sống riêng tư của mình. Theo đó vào năm 2014, nam nghệ sĩ khẳng định bản thân có hai người con ruột, con cả sinh năm 1990 và đang theo học đại học. Điều này cũng trùng khớp với thông tin của Võ Lê Thành Vinh. Rất nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa? Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90, đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi ông bà ta nói cha già con mọn chơi vơi cha làm chối chết con chơi tối ngày hồi đó linh có cưới một người rồi hoài linh bộc bạch đến tháng 12 hai năm hai nghìn tám trên trang cá nhân hoài linh hiếm hoi chia sẻ ảnh của võ lê thành vinh và gọi anh là con trai cảm ơn con món quà sinh nhật thật ý nghĩa con dành tặng bố tấm bằng không phải là sự thành đạt mà là những trang sách để con rèn rũa thêm nghị lực cho cuộc sống cố lên con nhé khi ấy hoài linh đã chúc mừng con trai tốt nghiệp sau khoảng thời gian dài học tập giữa loạt ồn nào đang déo tên mình võ lê thành vinh đã có động thái đầu trên mạng xã hội anh cho biết họ muốn nói gì nói tôi và nhà không quan tâm chuyện trong nhà người trong nhà biết rảnh đâu mà phân bua chuyện trong nhà người trong nhà con không biết mà người ngoài biết hay thiệt không hiểu người đăng bài đã nghĩ gì trước khi đăng tải dòng trạng thái này chắc họ nghĩ rằng đây là một cách để kiếm chút danh tiếng ngắn ngủi trước khi lại rơi vào quên lãng nếu muốn bú phêm thì kiếm tin nào kinh thiên động địa để đang đi chứ sao lại chọn ngay đúng cái tin thừa thãi và vô bổ như thế này bởi nếu đó đúng là sự thật thì việc nhận con nuôi là chuyện quá bình thường angelina jolie còn nhận nuôi cả thế giới luôn kìa các bạn có cảm nghĩ như thế nào về việc này hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé